Xin chào mọi người đã quay trở lại với lớp vẽ nhí Và trong video vẽ cơ bản 6.2 ngày hôm nay thì mình sẽ lựa chọn một cặp màu có độ tương phản cao để vẽ nên một bức tranh Và cặp màu mình chọn ngày hôm nay sẽ là màu xanh lá cây và màu đỏ cam mình sẽ sử dụng hai màu này là màu chính cho bức tranh của mình và ở tông màu xanh lá cây mình sẽ sử dụng màu xanh lá pha với màu xanh dương còn ở phần tông màu đỏ thì mình sẽ sử dụng màu đỏ tươi pha với màu cam mình sẽ sử dụng bốn màu này để tạo nên bức tranh của mình nhé sau khi các bạn đã chuẩn bị xong màu và giấy vẽ thì bây giờ chúng ta bắt đầu nhé Đầu tiên là phần phát họa Mình sẽ phát họa một bụi cỏ bốn lá ở đây Bạn nào chưa biết cách phát họa cỏ bốn lá thì có thể xem lại video trước của mình Mình sẽ để đường dẫn ở dưới phần mô tả nha Mình sẽ vẽ một bụi cỏ bốn lá chồng lên nhau Những bạn mới vẽ thì mình nghĩ đối với tranh này các bạn nên vẽ phần cỏ bốn lá to ra một tí như vậy thì số lượng lá trong tranh nó sẽ ít, các bạn tô sẽ đỡ cực hơn Chứ nếu như mà các bạn vẽ cỏ bóng lá quá nhiều, quá dày á, thì một lát nữa các bạn tô sẽ rất là cực cho nên là nếu như các bạn không quá kiên nhẫn thì chúng ta sẽ vẽ phần cổ bông lá tương đối thôi, đừng vẽ quá nhỏ nha. Và để tạo điểm nhấn cho bức tranh thì bây giờ mình sẽ vẽ thêm một em bọ rùa ở đây. Em bọ rùa này lát nữa mình sẽ sử dụng màu đỏ cam để tạo nên sự tương phản và nổi bật cho tranh đó. Sau khi đã phát họa xong thì các bạn sẽ chuẩn bị nước và cọ để chúng ta tới phần tô màu nha. Ở bức tranh này nó có hai phần chính, một là phần bụi lá, hai là phần bọ rùa nhỏ. Và bây giờ mình sẽ tô màu phần bụi lá trước. Phần bụi lá nhìn khá dày và nhiều chi tiết nên là để đỡ rối thì ban đầu mình sẽ tô những phần khe hở, những cái phần ở phía dưới không có ánh sáng lọt vào, mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây pha với màu xanh dương đậm trộn lại để được một cái màu tối nhất. Sau đó mình sẽ tô vào những phần khe hở này. Đối với những bức tranh mà nó có độ rối hay là nhiều chi tiết như vậy thì các bạn cứ chia từng lớp từng lớp ra rồi làm. Như vậy các bạn sẽ đỡ bị rối hơn và các bạn sẽ luôn biết được tiếp theo mình sẽ phải làm gì. Thì các bạn sẽ đỡ hoang mang hơn nếu như mặt tranh các bạn nó nhìn nó còn rối và chưa định hình được. Tại vì mình biết một điều là những bạn đã vẽ tranh một thời gian ngắn rồi và bắt đầu các bạn muốn vẽ những bức tranh phức tạp á thì cái giai đoạn mà các bạn nản nhất đối với một bức tranh á không phải là lúc đầu mà là cái lúc giữa. Lúc mà tranh của các bạn đang được hoàn thiện tầm khoảng 30 cho đến 50% á, là cái lúc mà dễ nản nhất. Đó là cái lúc mà các bạn cảm thấy mọi thứ nó rối bời và các bạn sẽ không biết mình phải làm gì cả. Cho nên là các bạn cố gắng chia từng lớp màu ra, làm từ từ từng phần từng phần một và các bạn sẽ phải luôn suy nghĩ là à, làm xong cái này rồi mình sẽ làm cái gì. Như vậy thì các bạn sẽ đỡ bị rối, đỡ bị hoang mang cũng như là nản chí và suy nghĩ là tấm tranh này sẽ không bao giờ hoàn thành được. Còn nếu như mà vẽ được nửa chừng mà các bạn cảm thấy bế tắc quá rồi, không thể nào tiếp tục được nữa thì mình khuyên chân thành là các bạn nên ngưng tấm tranh đó ở đó và các bạn hãy để qua ngày hôm sau chúng ta tiếp tục. Tại vì sau qua một ngày các bạn ngủ một giấc á thì mọi nguồn cảm hứng của các bạn nó sẽ được khôi phục lại và khi các bạn quay lại với tác phẩm của mình thì mọi thứ nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và mình lưu ý nữa là các bạn không được để cái bài của mình quá lâu Tại vì để quá lâu các bạn sẽ bị mất hứng Cho nên là thời gian tốt nhất là sau qua một ngày hoặc là hai ngày thôi Các bạn phải lấy ra bài của mình và vẽ tiếp tục nha Cố gắng hoàn thành được bài Và nhớ là không được bỏ bài giữa chừng có những bạn có một cái thói quen rất là xấu đó là các bạn vẽ được một nửa sau đó các bạn thấy không ưng ý và các bạn bỏ luôn đây là một cái thói quen rất xấu trong việc học vẽ nó sẽ làm cho các bạn không làm việc tới nơi tới chốn các bạn sẽ kiểu như là vẽ một nửa cái hết hứng các bạn không vẽ nữa và như vậy nó sẽ tạo thành một cái tiền lệ và các bạn sẽ luôn như vậy và khi các bạn vẽ được một thời gian dài các bạn nhìn lại thì các bạn thấy mình không có một cái tác phẩm nào hoàn chỉnh cả và nó sẽ làm cho các bạn rất là mau nản chí trong cái việc học vẽ cho nên là dù đã hết cảm hứng với bức tranh đó rồi nhưng khi bức tranh nó chưa hoàn thành thì các bạn vẫn phải hoàn thành nó như vậy thì mới có thể tiến bộ được trong quá trình vẽ tranh các bạn vẽ hoàn thành một tác phẩm thì các bạn có một tác phẩm còn đối với những tác phẩm hoàn thành 70%, 80% Dù trước đó các bạn đã cố gắng nỗ lực như thế nào Thì các bạn vẫn là con số 0 Cho nên là các bạn hãy cố gắng hoàn thành tác phẩm của mình Không được bỏ dở tranh nửa chừng nha Nếu như mà một tác phẩm nào đó các bạn vẽ nửa chừng, các bạn vẽ sai Lấy giấy ra vẽ lại từ đầu và vẽ lại chính cái tác phẩm đó Không được bỏ dở tranh nha Thì đây là những cái chia sẻ của mình trong cái việc luyện tập vẽ nhưng mà mình nghĩ không phải chỉ việc luyện tập vẽ đâu và bất kỳ một kỹ năng gì khi các bạn muốn luyện tập nó thành thục và giỏi ấy, thì không phải chỉ câu chuyện của kỹ năng của kỹ thuật mà là còn phải ở tính kỷ luật và cái độ bền của ý chí của các bạn nữa Tại vì nếu như mà cái ý chí của các bạn không kiên định Các bạn làm không tới nơi tới chốn Thì mà nói thật Các bạn học cái gì các bạn cũng không thành công được Chứ không phải là chỉ môn vẽ đâu Cho nên là cố gắng tập cái việc làm cái gì cũng vậy tới nơi tới chốn và khi các bạn nó có một cái thói quen bỏ dở giữa chừng mọi việc á thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống bên ngoài của các bạn tại vì nó sẽ làm cái thói quen không tốt thói quen bỏ dở việc nửa chừng và không kỷ luật với bản thân là một thói quen cực kỳ cực kỳ xấu nếu như mà có cái thói quen đó thì các bạn sẽ rất khó để thành công vậy cho nên là bạn nào đang mắc phải thói quen này thì cố gắng thay đổi nha lúc mới bắt đầu thay đổi thói quen nó sẽ hơi khó khăn một tí nhưng mà mình nghĩ là các bạn sẽ làm được cố lên Trò chuyện với mọi người được một lúc thì bây giờ mình đã vẽ xong phần bụi cỏ bốn lá rồi. Mình sẽ chỉnh thêm một vài chi tiết nhỏ nữa rồi sẽ tới phần con bọ rùa nha. Con bọ rùa trong tranh thì mình sẽ tô màu đỏ cam. Mình sẽ tô một chút sáng tối thôi để cho nó nổi hơn với tấm tranh. Sao con kiến này nó cứ bò vô đây ta? Sẵn đây mình cũng giải thích cho mọi người biết là tại sao những cái con kiến này nó cứ hay bò lung tung trên bàn làm việc của mình. Đó là tại vì mình đã trồng rất là nhiều cây trên bàn làm việc của mình và nó đẻ ra rất là nhiều kiến. Mình không hiểu tại sao nữa. Mà nó có rất là nhiều kiến luôn Nhưng mà những con kiến này thì nó không cắn Nó chỉ bò vòng vòng thôi Nên mình cũng không có diệt tụi nó Thật ra mấy con kiến này nó hiền lắm Nó không làm phiền gì mình hết Chỉ là lâu lâu lúc mình vẽ Thì nó bò vòng vòng vô ống kính như vậy thôi Thì bình thường khi mình chỉnh sửa video Mình cũng có cắt bớt đi nhưng mà có nhiều lúc thì mình thấy nó cũng dễ thương nên mình để luôn Vậy cho nên là những bạn xem những cái video trước của mình á Lâu lâu các bạn thấy có một hai con kiến nó bò qua bò lại á Tại vì do xung quanh của mình mình trồng rất là nhiều chậu cây á Quay trở lại với bài vẽ nha mọi người thì bây giờ mình bắt đầu vẽ con bò rùa con bò rùa này là điểm nhấn ở trong tranh và nó có màu sắc tương phản với bụi lá thì hồi nãy mình cứ đưa cái vòng thuần sắc lên các bạn có thể thấy là màu xanh lá cây tương phản với màu đỏ cam cho nên là con bò rùa này mình cũng tô màu đỏ cam luôn và để cho nó có khối sáng tối hơn thì sau khi tô cái mảng màu này rồi mình sẽ lấy bớt màu ở phần này ra để tạo cái hiệu ứng sáng tối một tí để lấy phần màu trên lưng con bò rùa này ra giống như mình á thì các bạn sử dụng một cây cọ không có màu các bạn thấm nước cho ẩm vừa phải và các bạn quệt lên thì cái lượng màu ở trên lưng con bò rùa nó sẽ thấm ngược lại vào cọ nếu như mà màu ở trên lưng con bò rùa này thấm ngược ra ít quá thì các bạn có thể thoa một ít nước sau đó hút màu ra sau cũng được ha có nghĩa là các bạn thoa một ít nước lên lưng con bò rùa xong rồi dùng cọ khô hút cái phần màu ở ngay cái chỗ các bạn muốn nó nhạt đi thì các bạn sẽ được cái hiệu ứng màu y như mình đang làm nãy giờ nè Đối với những bức tranh mà có điểm nhấn nhỏ như vậy thì các bạn nên sử dụng những màu có độ tương phản cao như vậy thì nó sẽ tạo điểm nhấn và nổi bật cho tranh hơn Và thường đối với những bức tranh cây cỏ như thế này mình hay sử dụng bọ rùa làm điểm nhấn lắm Tại vì bọ rùa nó có những cái ưu điểm sau Thứ nhất là hình dáng của bọ rùa rất là dễ vẽ và rất là dễ thương Những bạn mới học vẽ vẫn có thể vẽ tốt được Thứ hai là màu sắc của bộ rùa rất là nổi bật nó màu đỏ và thường cây cỏ hoa lá thì sẽ màu xanh cho nên khi dùng bọ rùa làm điểm nhấn cho bức tranh thì các bạn sẽ được một cặp màu tương phản rất là mạnh nó rất là nổi bật cho tranh của mình và ngoài bài vẽ thực hành về màu sắc này hôm nay thì các bạn đừng quên là mình còn một bài thực hành về tương phản bố cục ở trong tranh nữa nha bài tương phản về bố cục nó cũng rất là hay và thú vị nên là mọi người nhớ đừng bỏ qua Cả nhà đừng quên nhấn like, subscribe và bật nút thông báo để không bỏ lỡ video nào của mình nha Đối với bé bò rùa ngày hôm nay thì sau khi đã vẽ xong những phần cơ bản Thì mình nghĩ là mình nên có một chút điểm nhấn để cho con bò rùa này nó nổi bật hơn Vậy cho nên là mình sử dụng màu trắng mình nhấn lại cái phần cánh và phần đầu Như vậy thì nó sẽ tạo cảm giác bóng và căng hơn Nó sẽ có hiệu ứng phản chiếu ánh sáng Các bạn nhấn ít ít thôi, không cần nhấn nhiều quá đâu Một tí như vậy là được như vậy thì con bò rùa nó sẽ nổi bật hơn và nhìn nó sẽ căng bóng hơn rất là nhiều như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong bài vẽ ngày hôm nay Bài vẽ sử dụng hai cặp màu có độ tương phản cao Đó là xanh lá cây và đỏ cam Bây giờ mình sẽ lột lớp băng keo này ra để cho mọi người thấy được một bức tranh hoàn thiện nha Giấy ở trong video mình sử dụng là giấy Awanabi Fast và mình sử dụng giấy khổ A6 Mình vẽ bài này là theo một yêu cầu của một bạn là muốn vẽ một bức tranh cỏ bóng lá tặng cho bạn của mình Cho nên là mình chỉ vẽ phần khung vuông phía trên thôi còn phía dưới mình chừa một khoảng trống Như vậy thì bạn đó có thể ghi được lời chúc hoặc là một cái điều gì đó để gửi tặng cho bạn mình Hy vọng là bạn của bạn đó sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc khi nhận được một món quà như vậy nha các bạn có thắc mắc hay là khó khăn gì cần chia sẻ trong quá trình học vẽ thì đừng ngần ngại để lại bình luận cho mình nha. Mình sẽ xem và trả lời tất cả mọi người. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người đừng quên nhấn like và subscribe để xem thêm nhiều video hướng dẫn vẽ cơ bản của mình nha.